Đà Nẵng. Trận đấu sẽ diễn ra ngay sau đây, được trực tiếp trên hệ sinh thái thể thao của VTV Cup. Trọng tài 1 Trần Trung Hiếu và trọng tài 2 là ông Nguyễn Việt Phương. Trọng tài thứ 2 ông Nguyễn Việt Phương. Như đã nói, trong ngày thi đấu hôm nay sẽ có 3 trận đấu. Ngoài màn so tài giữa La Vi Long An gặp Đà Nẵng, còn có màn chạm trán giữa chủ nhà Hà Tĩnh gặp Biên Phòng, để trận đấu rất hay. Số 2 Phạm Thoa và Dương, buổi tối là số 5 Lê Văn Thành, màn chạm trán giữa Hà Nội số gặp 6, LP Bank Ninh Bình. Số 7 Vũ Quang Khơi, số 1 Nguyễn Văn Thái, số 5 Comum, số 9 Phạm Minh Toán. Đây, những vận động viên ra sân của La Vi Long An. Một lần nữa chúng ta sẽ cùng nhìn lại đội hình xuất phát của La Vi Long An ngày hôm nay. Sự chú ý sẽ được tập trung vào hai tân binh Phạm Thoại Khương cùng với Lê Văn Thành, và không thể không nhắc đến ngoại binh Quan Mùm được, huấn luyện viên Phạm Phước Tiến của La Vi Long An, người đã rất nỗ lực để đưa chuyển hài Phạm Thoại Khương trở về thi đấu trong màu áo của La Vi Long An. Còn bây giờ sẽ là đội hình của Đà Nẵng, đội bóng có thể nói là gây ấn tượng rất mạnh ở mùa giải trước, giải vô địch quốc gia năm 2023, lên hạng và sau đó được tham dự Cúp Hùng Vương 2023. Những gì Đà Nẵng đã làm là quá tuyệt vời, và họ tiếp tục thể hiện được điều đó ở trận đấu đầu tiên ở mùa giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024. Những động viên xuất phát của Đà Nẵng: Quang Thịnh, Anh Tuấn, Thanathat, Trung Thành, Minh Khuyến, Minh Hiếu, libero Phạm Tấn Đạt, và bây giờ là hình ảnh của huấn luyện viên trưởng Nho Thạnh bên phía Đà Nẵng. Chúng ta tất cả đều đã sẵn sàng. Một trận đấu thực sự là quá hay. Với dự đoán của giới chuyên môn, chúng ta sẽ cùng chờ xem là Đà Nẵng có được chiến thắng thứ hai liên tiếp hay là Vì Long An sẽ có được chiến thắng đầu tiên tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024. Quang Thịnh của Đà Nẵng sẽ là người phát bóng đầu tiên, 23 tuổi, chiều cao 1m86. Rất chính xác điểm số đầu tiên cho La Vi Long An. Một pha phối hợp mà chúng ta chờ đợi rất nhiều, hai tân binh Thoại Khương và Lê Văn Thành. Bây giờ sẽ là tiếng phát bóng của Quang Khơi, 28 tuổi, 1m85. Rất khó chịu tình huống phát bóng ngắn của Quang Khơi và đã gây ra được khó khăn cho hàng sau của La Vi Long An. Một tình huống phát bóng mà chúng ta có thấy rằng bóng được treo vào khu vực Ngô Đông Xu, và hàng sau của Đà Nẵng đã không thể làm gì hơn. 2-0 cho La Vi Long An. Cơ hội cho Đà Nẵng, một pha tấn công xuất sắc. Điểm cho Đà Nẵng 1-2. Người ghi điểm không ai khác chính là Thanathat. Một pha phối hợp đánh nhanh, Thoại Khương, Quang Khơi, bóng trong sân và điểm cho La Vi Long An 3-1. Giờ là lúc để Quang Khơi tỏa sáng rực rỡ hơn nữa. Lần này là trong màu áo của La Vi Long An. Pha ghi điểm của số 7 bên phía Đà Nẵng, Lê Trung Thành, 2-3. Tiếp theo sẽ là tình huống phát bóng của Trần Minh Hiếu, vận động viên 24 tuổi, chiều cao 1m82. Bước mùa tốt. Vừa rồi thì các vận động viên hàng chắn bên phía Đà Nẵng đã chủ động bắt tình huống tấn công của Lê Văn Thành, nhưng vừa rồi thì người ghi điểm bên phía La Vi Long An lại là Võ Minh Hòa, một pha phối hợp hay của La Vi Long An, 4-2.
Bây giờ sẽ là tình huống phát bóng của chủ công Lê Văn Thành. Bước một hay, cơ hội bật rất cao và kỹ thuật chuẩn xác. Và tấn công tiếp theo ghi điểm lần thứ hai ở trong trận đấu này của Lê Trung Thành, ghi điểm vị trí số 4. Thaudiat Thanathat, ngoại bình của Đà Nẵng, cao 1m85, năm nay 24 tuổi. Tình huống bật cao tấn công nhưng chưa thành công. Hai chuyền, đánh hai chuyền và ghi điểm của Đà Nẵng và tỷ số được sang bằng 4 đều. Quá hay. Pha xử lý quá tuyệt vời của Trương Quang Anh Tuấn. Ở những điểm số đầu tiên của trận đấu này, chúng ta có thể thấy rằng là hàng sau, những tình huống bắt bước một của cả hai đội đều rất chuẩn. Không thực sự thuận lợi cho pha tấn công vừa rồi. Tiếp tục là Minh Hòa. Bóng ba chắn nhưng Đà Nẵng đã cứu được. Minh Hòa, Thoại Khương. Cơ hội không được. Nhưng cuối cùng thì bóng cũng bạt chắn và ra ngoài. Nỗ lực chặt bóng của Đà Nẵng chưa thể thành công khi phải đối mặt với Quan Môn. Trong những ngôi sao sáng nhất của đội tuyển Campuchia, Quan Môn chiều cao gần 2m, 1m96, năm nay 26 tuổi, 5'4" rồi. Bước một tốt. Và tấn công sau đầu và có điểm cho Đà Nẵng. 5 đều. Những gì đang diễn ra ở set đấu đầu tiên là cân bằng. Lê Trung Thành phát bóng. Phát bóng tấn công. Phối hợp đánh nhanh và có điểm cho La Vi Long An. Đúng như kỳ vọng thì lúc này chuyền hài Thoại Khương bên phía La Vi Long An đang phân phối những đường bóng rất đẹp và khó đoán. Hàng chắn của Đà Nẵng thực sự vất vả trong những tình huống đeo bám Thoại Khương. Mình đường truyền rất đa dạng. Cơ hội. Bám chắn nhưng bóng ra ngoài rồi. Điểm số là 6 đều. Pha tấn công của Minh Quyến. Cũng giống như nội dung nữ thì ở nội dung nam đa phần đều là các ngoại binh đến từ Thái Lan. Trọng tài xác định bóng ngoài và điểm cho La Vi Long An 7-6. Ngoài Đà Nẵng có Thanathat Thawirat của Thái Lan thì Suzuki Vĩnh Long cũng có Chai Wat, thể công có Kittithat. Hay những đội bóng khác, Hà Tĩnh, Biên Phòng, sự xuất hiện của Wan Chai hay Asanafan Chattayong. Thoại Khương phát bóng. Rất tốt, tiếp tục làm pha phối hợp sau đầu, ghi điểm của Đà Nẵng 7 đều. Hai đội bóng đều thể hiện khả năng bắt bước một tuyệt vời. Không có một sai lầm nào cả. Quang Thịnh phát bóng cho Đà Nẵng. Thoại Khương bám chắn nhưng bóng ra ngoài. Và tấn công vị trí số 4 của Lê Văn Thành. 8-7 cho La Vi Long An. Rất căng. Trọng tài xác định bóng đã chạm đất. Và điểm cho Đà Nẵng. Bóng đã chạm sân trước khi tình huống phòng ngự hàng sau của Quang Khơi. Và đó là điểm cho Đà Nẵng. Phòng thủ tốt. Trung Thành. Thoại Khương rất vừa tầm. Đó là những gì mà chúng ta biết về khả năng phân phối bóng cực kỳ đa dạng chuẩn xác của Thoại Khương. Người ghi điểm là Văn Thái.
9-8 cho La Vi Long An. Văn Thái là người phát bóng. Rất căng. Phòng thủ tốt. Nhưng ở tình huống tấn công này thì Đà Nẵng đã không thể hóa giải được. Sẽ có challenge. Lỗi chạm lưới. Và chúng ta cùng chờ xem tình huống quyết định sau khi việc challenge. Điểm số sẽ thuộc về ai? Chúng ta đi xác định điểm thuộc về La Vi Long An. Chúng ta cùng xem lại tình huống tấn công này. Đây không phải là tình huống challenge chính xác mà có lẽ là vào bóng trước đó. Đội bóng của huấn luyện viên Lê Nhỏ Thạnh đã có được màn khởi đầu rất ấn tượng khi gặp Hà Nội, chiến thắng với tỷ số 3-1. Và ngày hôm nay, các vận động viên của Đà Nẵng vẫn đang giữ được tinh thần như sự hứng khởi sau chiến thắng trận ra quân. Còn đối với La Vi Long An, họ đang thể hiện sự quyết tâm của mình. Cũng có những áp lực sau trận thua đầu tiên, nhưng nhìn chung chúng ta thấy cách chơi của La Vi Long An vẫn là rất mượt mà. Tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm nay thì Đà Nẵng cũng là cái tên nhận được rất nhiều sự quan tâm, không chỉ bởi người hâm mộ mà còn các đối thủ của họ nữa. Rõ ràng là các đối thủ, những đội bóng mạnh ở giải bóng chuyền vô địch quốc gia nhiều năm nay sẽ phải để mắt đến Đà Nẵng. Họ không còn là một tân binh có thể xem là dễ chơi nữa. Những gì mà Đà Nẵng thể hiện ở mùa giải 2023 sự là quá tuyệt vời, góp mặt tại Cúp Hùng Vương 2024 là năm thứ hai liên tiếp mà đội bóng chuyền Nam Đà Nẵng có mặt tại giải vô địch quốc gia. Đây chính là pha bóng mà bên phía Đà Nẵng khiếu nại. Và có lỗi chạm lưới, điểm thuộc về Đà Nẵng. Có lỗi chạm lưới khi bật chắn. Và tỷ số lúc này là 9 đều. Rất cân bằng. Tấn công tốt, chỉ có duy nhất một vận động viên bám chắn tình huống vừa rồi bên phía Đà Nẵng. Bóng bật chắn ra ngoài. Hai điểm liên tiếp cho Đà Nẵng. 19. Chúng ta cùng xem lại tình huống tấn công này. Những người nhảy lên bám chắn đó là Minh Hòa và Quan Mồm. Bám chắn của ai? Cơ hội cho Đà Nẵng. Trung Thanh. Cú đập bóng chéo gắt, nhưng vừa rồi thì trái bóng đã ra ngoài rồi. Điểm số được xếp bằng 10 đều. Gần như tình huống, những diễn biến đã qua ở set đầu tiên thì khoảng cách chỉ là một điểm thôi. Rất khó đội bóng nào có thể tạo ra khoảng cách 2 điểm. Bóng cao, nhưng vừa rồi thì trái bóng vẫn nằm trong sân. Cú rót bóng có thể nói là cực kỳ chuẩn xác. Và hàng sau của La Vi Long An với Quang Khơi thậm chí đã phán đoán rằng đó tình huống bóng ra ngoài. Nhưng đây là pha quay chậm cho thấy tình huống tấn công quá hay bên phía Đà Nẵng. Thêm một điểm số nữa. Tình huống tấn công sau vạch 3m của chủ công Lê Văn Thành nhưng không qua được hàng chắn của Đà Nẵng. Đà Nẵng đang chơi rất hay ở những điểm số vừa rồi. Một pha tấn công vị trí dưới vạch 3m của Lê Văn Thành. Phạt bóng tấn công tốt. Bóng ngoài. Thêm một điểm số nữa cho Đà Nẵng. Cách biệt đã tạo ra. Chúng ta cùng xem tình huống challenge này. Liệu bóng đã chạm tay sau pha
tấn công vừa rồi của Quenmom hay chưa. Trọng tài thì cho rằng đó là điểm số thuộc về Đà Nẵng, bóng chưa hề chạm chắn. Nhưng chúng ta cùng xem sau tình huống khiếu nại này, liệu bóng đã chạm tay hàng chắn bên phía Đà Nẵng hay chưa. Người vừa thực hiện pha tấn công vị trí số 4 đó là Quenmom, ở một tư thế không thực sự là thuận lợi nhất. Đó là tình huống bóng đã chạm chắn, đã chạm vào ngón áp út của hàng chắn bên phía Đà Nẵng, khiếu nại thành công. Và đó là điểm số thuộc về La Vi Long An. Quenmom phát bóng, khoảng cách chỉ là một điểm. Xin lỗi các bạn, chính xác là một điểm, chính xác là một điểm, 11-12. Rất hay, tình huống phối hợp tấn công sau đầu và người ghi điểm đó là Trúc Quang Anh Tuấn. Trọng tài xác định bóng ngoài và điểm 12 đều cho La Vi Long An. Chỉ một sai số nhỏ thôi thì các vận động viên cũng để mất điểm, dù đó là những cơ hội tấn công thuận lợi. Quenmom phát bóng ra ngoài, điểm số trở lại với Đà Nẵng 13-12. Lúc này tại nội dung nam của giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 thì chưa có trận đấu nào 5 set cả. Đà Nẵng đáp trả cũng với một tình huống phát bóng ra ngoài, điểm cho La Vi Long An 13 đều. Minh Hòa là người phát bóng tiếp theo cho La Vi Long An. Và tấn công rất uy lực sau vạch 3m. Với một tình huống tấn công tốc độ chóng mặt như vậy thì có lẽ chỉ đến từ Thanatat mà thôi. Duy nhất một vận động viên của La Vi Long An nhảy lên bám chắn Thanatat trong tình huống vừa rồi đó là Quang Khơi. Bây giờ thì Đà Nẵng lại tạo ra được một cách biệt, hai điểm liên tiếp chọn 15-13. Tấn công sau vạch 3m không qua được hàng chắn của Đà Nẵng. Một lần nữa Lê Văn Thành thất bại ở những tình huống tấn công dưới vạch 3m. 3 điểm liên tiếp cho Đà Nẵng, 16-13. Và đây là thời điểm mà La Vi Long An cần đến sự hội ý. Chúng ta cùng xem lại pha tấu chắn đôi này rất hay của Đà Nẵng, phòng tỏa hoàn toàn cú đập của Lê Văn Thành. La Vi Long An đang gặp những khó khăn khi Đà Nẵng bắt đầu tăng tốc. Năm ngoái trong lần đầu thăng hạng thì đội bóng sông Hàn đã để lại quá nhiều ấn tượng. Và năm nay họ được đánh giá là một trong những đội bóng rất mạnh ở nội dung của nam. Văn Thành tiếp tục không thể chiến thắng được hàng chắn, nhưng lần này thì bóng đã đi ra ngoài và điểm cho La Vi Long An 14-16. Một điểm số cần thiết để lấy lại sự tự tin cho cá nhân Lê Văn Thành. Chuyền hai Phạm Thoại Khương, 29 tuổi, cao 1m85. Thêm một điểm nữa cho La Vi Long An và khoảng cách chỉ còn là một điểm, 15-16. Chúng ta cùng xem lại pha phát bóng bay này của Thoại Khương.
Thoại Khương được xem là mảnh ghép còn thiếu trong đội hình của huấn luyện viên Phạm Phước Tiến. Trái bóng chính xác đã sang phần sân của La Vi Long An và đó là điểm thuộc về Đà Nẵng 17-15. Rất tốt. Thành công vị trí số 3. Và có điểm cho La Vi Long An. Đội bóng lúc này vẫn đang kiên trì bám đuổi trước Đà Nẵng 16-17. Lần này thì chuyền hai Thoại Khương đã tin tưởng vào vị trí của Văn Thái và không đẩy bóng sang vị trí số 4 cho chủ công đập. Pha bóng tấn công rất hay, một cú đập mà chúng ta vẫn gọi là mất bóng của Thanathat, cú đập dọc biên đúng vào vị trí của Thoại Khương. 18-16 cho Đà Nẵng. Một chắn rõ ràng là quá thiếu trước những pha tấn công như thế này của Thanathat. Hà Văn Viên là người phát bóng tiếp theo cho Đà Nẵng, khoảng cách 2 điểm. Đối mùa tốt. Có điểm cho La Vi Long An. Điểm số được rút ngắn xuống 17-18 với pha tấn công ở vị trí số 4 của Quan Mom. Chúng ta được bóng chéo sân đúng vào vị trí của libero Nguyễn Văn Sang. Rất vừa tầm. Cơ hội. Và tấn công sở trường của Quang Khởi. Và bây giờ điểm số đã được san bằng 18 đều cho La Vi Long An. Đường chuyền sau đầu rất vừa tầm của Thoại Khương dành cho Quang Khởi. Và đá bóng rất mạnh của Thanathat. Thật khó cho Văn Thái có thể làm được một điều gì đó. 19-18 cho Đà Nẵng. Dù để thua 0-3 ở trận đầu tiên nhưng các set đấu của La Vi Long An thì họ đều ghi trên 20 điểm. Phối hợp đánh nhanh. Minh Hòa là người kết thúc đập chắn ra ngoài. 19 đều. Đã có thời điểm Đà Nẵng vươn lên dẫn trước với khoảng cách 3 điểm nhưng bây giờ thì mọi thứ là cân bằng. Bám chắn tốt. Nỗ lực cứu bóng của Đà Nẵng và đây là cơ hội cho La Vi Long An. Quan Mom đập chéo gắt và có điểm cho La Vi Long An. 20-19. Đã khá lâu rồi thì bây giờ La Vi Long An mới lại vươn lên dẫn điểm trước Đà Nẵng. Và nó đến ở một thời điểm cực kỳ quan trọng. Người ghép chắn đôi với Thanathat trong tình huống vừa rồi đó là chưa có anh Tuấn. Một thời điểm rất quan trọng và lúc này Đà Nẵng cần đến sự hội ý. Những sự động viên rất cần thiết của ban luyện Đà Nẵng vào thời điểm này cho các học trò của mình. Huấn luyện viên trưởng của bóng chuyền Nam Đà Nẵng là huấn luyện viên Lê Nhỏ Thạnh và huấn luyện viên phó là ông Trần Viết Cường. Lê Văn Thành phát bóng cho La Vi Long An. Bóng vẫn còn. Quan Mom. Bóng bật chắn và ra ngoài. Bây giờ là khoảng cách 2 điểm cho La Vi Long An. Ở thời điểm quan trọng thì
ngoại binh của La Vi Long An. Tuyển thủ Campuchia Quan Mom đã lên tiếng với 2 điểm liên tiếp, 21-19. Văn Thành phạt bóng không qua lưới, rất đáng tiếc cho cá nhân Văn Thành và La Vi Long An. Khoảng cách được rút ngắn xuống còn 1 điểm, 20-21. Sự căng thẳng vào lúc này với huấn luyện viên Phạm Phúc Tiến thì dù dẫn trước khoảng cách 1 điểm nhưng rõ ràng là rất mong manh. Thanathat, Văn Thành, tuyệt vời. Thanathat đã rất nỗ lực để cứu tình bóng vừa rồi, cú đập dưới vạch 3m của Lê Văn Thành. Lại là khoảng cách 2 điểm cho La Vi Long An, 22-20. Quan Mom, bóng ngoài, 21-22. Bên phía Đà Nẵng thì Minh Quyến vào sân. Người phát bóng tiếp theo cho Đà Nẵng là Lê Trung Thành. Được một lỗi của Quang Khơi. Và bây giờ sẽ là cơ hội cho Đà Nẵng. Đáng tiếc với pha phối hợp vừa rồi. Cơ hội cho Long An, Quang Khơi. 23-21. Những sai lầm có thể nói là hiếm hoi nhưng cực kỳ đáng trách ở một thời điểm quan trọng của hàng công bên phía Đà Nẵng. Một pha phối hợp giữa Quang Thịnh và Thanathat không thành công đã tạo điều kiện sau đó để La Vi Long An ghi điểm. Quang Khơi đã không mắc một sai lầm nào để giúp cho đội bóng áo xanh vươn lên dẫn trước với khoảng cách 2 điểm lúc này. Liệu rằng những sự động viên kịp thời như thế này có giúp cho Đà Nẵng lật ngược tình thế trong trận đấu đầu tiên hay không? Bây giờ người phát bóng cho Long An là Võ Minh Hòa. Khoảng cách 2 điểm. Và phát bóng lỗi có thể nói là rất tệ của Minh Hòa. 22-23. Đây là một thời điểm mà chúng ta có thể thông cảm được khi diễn biến là rất căng thẳng, kịch tính và gây tâm lý cho một số vận động viên trẻ. Rất vừa tầm, bóng bật chắn ra ngoài và bây giờ La Vi Long An đã có được set point 24-22. Vẫn là Lê Văn Thành, vẫn vị trí đó. Có những sai số ở giai đoạn đầu của set 1 nhưng bây giờ Lê Văn Thành đã trở lại là chính mình với sự lợi hại ở những cú đập so vạch 3m. Thoại Khương phát bóng. Thanathat. Đà Nẵng đang níu giữ lại hy vọng của mình ở trận đấu đầu tiên. 23-24. Set point thứ 2 cho La Vi Long An. Và bây giờ sẽ là cơ hội cho họ khi Đà Nẵng phát bóng. Rất căng thẳng. Trận đấu đầu tiên bao giờ cũng quan trọng. Đội thắng không chỉ có được lợi thế về mặt tỷ số mà còn là lợi thế lớn về mặt tinh thần nữa. Hoàn toàn dễ hiểu cho quyết định hội ý vừa rồi bởi đây sẽ là cơ hội rõ ràng dành cho La Vi Long An khi Đà Nẵng phát bóng. Set point thứ 2 và chắc chắn là huấn luyện viên Phạm Phước Tiến cùng các học trò không muốn bỏ lỡ. Quang Thịnh, bước 1 của Minh Toán, cơ hội, bóng vẫn còn và vẫn cứu được cơ hội cho Đà Nẵng. Thanathat,
bám chắn thành công và một set thắng kịch tính cho La Vi Long An 25-23. Set thắng đầu tiên của La Vi Long An tại giai đoạn 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024. Khoảnh khắc gọi tên Lê Văn Thành với pha bám chắn tuyệt vời, chúng ta cùng xem lại. Một pha bám chắn cực kỳ giá trị của Lê Văn Thành khi đồng đội của anh là Văn Thái chưa kịp ghép chắn đôi. Và nên nhớ rằng ở phía bên kia lưới người tấn công là Thanathat. Quá tuyệt vời. Những gì mà La Vi Long An thể hiện là thực sự ấn tượng. Bị dẫn điểm trong phần lớn trận đấu này, đã có lúc bị dẫn tới 3 điểm. Nhưng bây giờ La Vi Long An là đội được hưởng niềm vui chiến thắng ở trận đấu đầu tiên. Hai đội sẽ đổi sân để chuẩn bị cho trận đấu thứ hai. Chúng ta cùng trở lại với những hình ảnh trực tiếp từ nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hà Tĩnh. Trước mặt chúng ta sẽ là trận đấu thứ hai. Trận đấu thứ hai của hai đội La Vi Long An và Đà Nẵng. Ở trong lượt trận đầu tiên thì hai đội có những kết quả trái ngược. Đà Nẵng giành chiến thắng trước Hà Nội 3-1 trong khi La Vi Long An nhận thất bại 0-3 trước Sa Đéc Khánh Hòa. Nhưng ở trận đấu đầu tiên vừa rồi thì La Vi Long An là đội giành chiến thắng trước Đà Nẵng. Và rõ ràng chúng ta không thể nói trước bất cứ một điều gì ở nội dung nam giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024. La Vi Long An đã có được chiến thắng thực sự kịch tính với màn thể hiện trói sáng của Lê Văn Thành, đặc biệt là điểm số quyết định khi anh chắn được đường bóng tấn công của Thanathat ngoại binh bên phía Đà Nẵng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với set đấu thứ hai. La Vi Long An vẫn trong trang phục màu xanh và Đà Nẵng trong trang phục màu trắng. Libero của Đà Nẵng vẫn là vận động viên mang áo số 16 Vạn Tấn Đạt. Thoại Khương là người phát bóng đầu tiên cho La Vi Long An trong set đấu thứ hai. Đã có một vật cản nào đó nhưng điều đó không ảnh hưởng đến kết quả điểm số vừa rồi. 1-0 cho Đà Nẵng. Ở trong set đấu đầu tiên thì Đà Nẵng cũng đã dẫn điểm phần lớn thời gian trước La Vi Long An, nhưng cuối cùng La Vi Long An đã thi đấu kiên trì bản lĩnh và vượt qua được những thời điểm khó khăn nhất để lật ngược tình thế và giành chiến thắng 25-23 trong set đấu đầu tiên. Bước một tốt của Quan Mòm và phối hợp đánh nhanh. Người dứt điểm đó là Văn Thái. 1-1. Bó vẫn còn. Không được rồi. Vừa rồi thì Quan Mòm đã không thể đưa được trái bóng sang phần sân đối diện. 2-1 cho Đà Nẵng.
rất căng, bóng trong sân. Tình huống bám chắn tốt. Đà Nẵng vươn lên dẫn trước 3-1. Pha bóng chắn thành công của Trương Quang Anh Tuấn, người đã dứt điểm ở vị trí số 4, đó là Quan Mom. Bước một tốt, Quan Mom. Lần này thì cú đập chéo gắt của Quan Mom đã không mắc phải một sai lầm nào. Điểm số được rút ngắn 2-3 cho La Vie Long An. Và kỹ thuật bóng tầm cao rất tốt của Quan Mom, đủ sự chính xác. Bóng ngoài rồi, nhưng trọng tài xác định bóng vẫn trong sân. Đó là quyết định của trọng tài 1. Và điểm số tạm thời là 3-3 bởi sẽ có khiếu nại. Chúng ta cùng chờ xem. Chúng ta cùng chờ xem tình huống khiếu nại này của Đà Nẵng. Liệu bóng đã ra ngoài hay chưa, hay vẫn ở trong? Và quyết định cuối cùng là bóng ngoài. Khiếu nại thành công bên phía Đà Nẵng. Trọng tài thay đổi quyết định sau khi Đà Nẵng khiếu nại trả lời thành công. 4-2. Pha bóng tấn công ăn điểm trực tiếp của Thanathat. Điểm số cho Đà Nẵng 5-2. Phạt bóng quá hiểm, rất tốt. Quan Mom ghi điểm cho La Vie Long An 3-5. Vẫn còn, nhưng nỗ lực cuối cùng của Quang Khởi không thể giúp cho La Vie Long An cứu điểm thua. Điểm số được nâng lên 6-3 cho Đà Nẵng. Cơ hội rất hay. Và phối hợp đánh nhanh, Minh Hòa là người ghi điểm cho La Vie Long An. Khoảng cách 2 điểm, 4-6. Cũng giống như trận đấu đầu tiên, đã có thời điểm La Vie Long An để cho Đà Nẵng dẫn trước với khoảng cách lên đến 3 điểm. Nhưng sau đó cuối cùng họ đã lật ngược tình thế và giành chiến thắng trong set 1. Bóng rất căng. Điểm cho Đà Nẵng 7-4. Bước một tốt, Quang Khơi. Thằng Thát đã phòng ngự hay ở tình huống đầu tiên, nhưng sau đó thì một lần nữa bóng chạm trán và ra ngoài. Điểm cho La Vie Long An 5-7. Nụ cười rạng rỡ với khuôn mặt điển trai của Phạm Thoại Khương, người đã góp công ghi điểm trong tình huống vừa rồi của La Vie Long An. Thoại Khương là một trong những nhân tố nổi bật hàng đầu của bóng chuyền thành phố Mai Tiến Bác trước đây. Cơ hội, Thoại Khương, Quang Khơi. Bóng bật chắn và sau đó vô tình trúng mặt của Phạm Thoại Khương. Đó là điểm thuộc về Đà Nẵng.
8 năm. Chúng ta cùng xem lại tình huống tấn công của Quang Khơi. Và bàn chắn thành công của Quang Thịnh. Phối hợp đánh nhanh. Lần này đến lượt bóng chạm người một vận động viên của Đà Nẵng và đi ra ngoài. 6-8 cho La Vi Long An. Tình huống xoay cổ tay dứt điểm rất uy lực của Quang Khơi. Phạt bóng bay. Và đó là một tình huống cực kỳ khó chịu cho hàng sau của Đà Nẵng. Lần thứ hai trong trận đấu này, Thoại Cương ghi điểm từ những tình huống phát bóng bay của mình. Và bây giờ khoảng cách chỉ còn là một điểm mà thôi. Quỹ đạo khó lường. Những pha phát bóng bay như thế này thì thực sự là khó chịu hơn nhiều với những tình huống phát bóng tấn công, bóng đi thẳng. Nhưng ngay sau đó thì Thoại Cương lại mắc lỗi phát bóng. 9-7 cho Đà Nẵng. Đà Nẵng lại có được sự tự tin trở lại sau khi tái lập khoảng cách 2 điểm. Đà Nẵng xin thay đổi đội viên. Số 3 ra sân, số 2 vào sân. Bên phía Đà Nẵng có sự thay đổi. Lê Công Tuấn Huy vào sân và sẽ là người phát bóng. Vận động viên giới chiều cao 1m85, năm nay 23 tuổi. Lê Văn Thành, bóng rất căng, đúng vào vị trí của Quang Thịnh. Xoay cổ tay đập bóng cực kỳ uy lực đến từ vị trí của Lê Văn Thành. Chúng ta cùng xem lại. Đập lách chắn của Lê Văn Thành trước sự đeo bám đến từ Thanathat. Khoảng cách 1 điểm. Phát bóng tốt. Cơ hội. Bóng bật mép lưới. Nhưng sau đó thì vẫn có điểm cho Quan Mom và La Vi Long An. 9 đều. La Vi Long An một lần nữa chứng tỏ bản lĩnh của mình khi bị dẫn trước với khoảng cách 3 điểm. Tình huống tận dụng bóng trên lưới tốt của Quan Mom. Dù đó là pha kết thúc không thực sự hoàn hảo nhưng vẫn có điểm cho Long An. Phối hợp đánh nhanh. Và người ghi điểm cho Đà Nẵng đó là Minh Hiếu. 19 cho Đà Nẵng. Cứu được trái bóng ở khu vực hố Đông Xu. Nhưng vẫn sẽ là cơ hội cho La Vi Long An. Thoại Khương. Vừa rồi đã có lỗi của các vận động viên Đà Nẵng và điểm số được san bằng 10 đều cho La Vi Long An. Đó là sự không hiểu ý nhau giữa các vận động viên bên phía Đà Nẵng. Dù cho pha kết thúc này của Lê Văn Thành là không hoàn hảo. Bóng với. Điểm số là cân bằng ở set đấu thứ hai. Rất tốt. Tình huống chuyền bóng nhanh của Quang Thịnh và vừa rồi là một pha kết thúc tốt đến từ Lê Trung Thành. Hàng chắn của La Vi Long An thậm chí đã không kịp bật nhảy. Một pha chuyền bóng mà chúng ta vẫn hay gọi là bắn bóng đến từ chuyền hai Quang Thịnh của Đà Nẵng. Rất tốt, cú đập trên chắn của Quan Mon. 11 đều cho La Vi Long An. Chúng ta cùng xem lại pha kết thúc này. Pha kết thúc bóng tầm cao quá hay của tuyển thủ Campuchia. Bước một tốt. Thanathat. Trung Thành. Bóng bật chắn ra ngoài. Đà Nẵng nâng điểm số lên 12-11. Vừa rồi thì Quang Thịnh đã phân phối bóng cho cả tay đập ở vị trí số 2 và sau đó vị trí số 4.
Lê Vi Long An một lần nữa bám đuổi. Mười hai đều. Mười ba mười hai cho Đà Nẵng. Bóng vẫn trong sân. Cơ hội hơi với một chút nhưng vừa rồi sải tay dài đã giúp cho vận động viên của La Vi Long An có thể thực hiện một tình huống tấn công uy lực. 13 đều. Người đã kết thúc cuối cùng đó là Võ Minh Hòa. Đội một không tốt và thêm một điểm số nữa cho La Vi Long An. Đội bóng của huấn luyện viên Phạm Phước Tiến đã vươn lên dẫn trước 14-13 trong trận đấu thứ hai. Lỗi bước một vừa rồi đến từ Lê Công Tuấn Huy. Vẫn là cú phát bóng của Minh Hòa. Tiếp tục là lỗi bước một. Tiếp tục là lỗi bước một. Rõ ràng là Đà Nẵng đang gặp vấn đề với những pha phát bóng khó chịu của Võ Minh Hòa. Phát bóng bay quỹ đạo khó lường. Và vừa rồi thì cũng đã có một chấn thương nhẹ ở khuỷu tay của libero Phạm Tấn Đạt. Hai lỗi bước một liên tiếp của Đà Nẵng. Và bây giờ thì La Vi Long An đã vươn lên dẫn trước với khoảng cách 2 điểm trong trận đấu thứ hai. Và các vận động viên của Đà Nẵng đã phải hội ý trong một thời điểm khó khăn như thế này. Lại là bước một không tốt. Thêm một cơ hội nữa cho Long An. Quang Khơi xoay cổ tay đập bóng nhưng trái bóng đã đi ra ngoài. Và chúng ta có thể thấy được sự tiếc nuối của Quang Khơi. Đó thực sự là một cơ hội để La Vi Long An nới rộng cách biệt. Nhưng bây giờ thì khoảng cách chỉ còn là một điểm thôi. Minh Hòa phát bóng rất hay, làm khó được cầu phát bóng với hàng sau của Đà Nẵng trong tình huống vừa rồi. Rất tốt. Người ghi điểm đó là Nguyễn Văn Thái. 16-14 cho La Vi Long An. Trọng tài xác định đó là điểm thuộc về Đà Nẵng, lỗi chạm lưới của Long An. Khoảng cách được rút ngắn xuống một điểm, 15-16. Thêm một điểm số nữa cho Đà Nẵng và bây giờ điểm số được san bằng 16 đều. Chúng ta vừa được xem lại pha bám chán rất hay. Lê Công Tuấn Huy. Bước một tốt. Văn Thành. Một lần nữa thì hàng chắn của Đà Nẵng lại chơi tốt. Và lại là Trần Minh Hiếu. 17-16 theo chắn và hai lần ghi điểm cho Đà Nẵng.
3 điểm liên tiếp cho các học trò của huấn luyện viên Lê Nho Thạnh. 17-16. Tiếp tục là cầu phát bóng của Tuấn Huy. Bóng vẫn còn. Cơ hội. Thanathat lại dứt điểm ra ngoài ở tình huống bóng vừa rồi. Có thể nói là vô cùng đáng tiếc cho ngoại binh người Thái Lan. Điểm số được xem bằng 17 đều. Và có vẻ như có Sherlin khiếu nại bên phía Đà Nẵng. Chúng ta sẽ cùng được xem lại tình huống bóng vừa rồi. Đầu tiên là pha dứt điểm của Quang Khởi. Ở tình huống khiếu nại này thì một là khiếu nại chạm chắn, hai là khiếu nại đụng chạm lưới bên phía Long An. Và đó là tình huống khiếu nại chạm chắn. Chúng ta cùng chờ xem là có lỗi chạm chắn của Long An hay không. Hay bóng đi thẳng ra ngoài từ cú đập của Thanathat. Không hề chạm chắn. Khiếu nại không thành công và điểm số thuộc về La Vi Long An. 17 đều. Mọi thứ vẫn đang là rất cân bằng, giống như sẽ đấu đầu tiên. Phần thắng chỉ được quyết định ở 1-2 điểm số cuối thôi. Quang Khơi. Quang Thịnh. Phối hợp đánh nhanh. Và Minh Hiếu là người ghi điểm cho Đà Nẵng. Mười tám mười bảy cho Đà Nẵng. Thêm một điểm số nữa thuộc về Đà Nẵng. Điểm Đà Nẵng 19-17. Người 9-17 cho Đà Nẵng rồi. Khoảng cách là 2 điểm. Những điểm số liên tiếp của Đà Nẵng đã giúp họ lật ngược tình thế. Minh Hiếu là người phát bóng. Đà Nẵng tiếp tục vươn lên dẫn trước và khoảng cách được nới rộng lên 3 điểm. 20-17 cho Đà Nẵng. Bây giờ là lúc mà La Vi Long An cần phải trở lại với tinh thần cao nhất, nỗ lực vượt khó giống như họ đã làm được ở trong trận đấu đầu tiên. Rất hay. Phối hợp đánh nhanh và Văn Thái là người mang về điểm số cho La Vi Long An. 18-20. Khoảng cách lúc này đang là 2 điểm. Rất vừa tầm. Quan Mom. Phòng ngự tốt, tiếp tục là Quan Mom. Thanathat. Bật chắn ra ngoài và điểm số thuộc về Đà Nẵng. 21-18. Hàng chắn cũng như hàng sau của Đà Nẵng đã chơi quá hay ở pha bóng vừa rồi khi liên tiếp 2 lần ngăn cản những tình huống tấn công của
tuyển thủ Campuchia Quan Mom. Những pha đập bóng rất mạnh ở vị trí số 4. Thanathat phát bóng, sẽ là một cú phát bóng tấn công. Đội ngô tốt. Bóng ngoài. Không, trọng tài xác định bóng vẫn trong sân ở tình huống tấn công vừa rồi, vị trí số 3 của Minh Hòa. 19-21. Tính đến lúc này thì mọi set đấu của Lai Vương Long An họ đều ghi trên 20 điểm. Tiếp tục làm pha tấn công ghi điểm của Thanathat. Bên phía Đà Nẵng có sự thay đổi khi Phan Minh Kiên được tung vào sân ở thời điểm này. Đây là tình huống bóng chạm chắn và đã sang phần sân của La Vi Long An. Bóng chưa hề chạm sân. Cơ hội. Điểm thuộc về Đà Nẵng. Họ đang ở rất gần với chiến thắng trong set đấu thứ hai rồi. 23-19. La Vi Long An xin tạm dừng. Đến lượt La Vi Long An xin tạm dừng hội ý ở thời điểm này. Đây là thời điểm khó khăn cho La Vi Long An ở trong set đấu thứ hai, trong khi cơ hội đã đến rất gần với Đà Nẵng. Rất tốt, phụ công Minh Hòa ghi điểm. Điểm số thứ 20 của La Vi Long An trong set đấu này. Và khoảng cách đang là 3 điểm. Điểm La Vi Long An 20-23. Cơ hội. Tình huống bóng không qua lưới và thêm một điểm số nữa cho La Vi Long An. Hai điểm liên tiếp, 21-23. Đà Nẵng chắc chắn là phải cẩn trọng và có sự chỉn chu hơn ở những điểm số còn lại trong set đấu thứ hai này, và họ sẽ hội ý. Chúng ta cùng chờ xem là liệu Đà Nẵng có thể tận dụng được lợi thế của mình lúc này hay không khi điểm số là 23-21. Quang Thịnh phối hợp đánh nhanh và bây giờ thì Đà Nẵng có được set point. Rất nhiều những set point phía trước. 24-21. Người vừa ghi điểm trong tình huống vừa rồi đó là Trương Quang Anh Tuấn. Và anh sẽ là người phát bóng tiếp theo. Bóng vẫn còn. Thoại Khương. Văn Thành. Bóng nhỏ. Bóng nhỏ thành công. Pha xử lý tinh tế của Lê Văn Thành. 22-24. Và đây sẽ là cơ hội thực sự rõ ràng cho Đà Nẵng kết thúc set đầu. Bên phía La Vi Long An phát bóng.
mùa tốt. Cơ hội bám chắn ra ngoài, và cuối cùng thì Đà Nẵng đã có được chiến thắng trong trận đấu thứ hai này với điểm số 25-22, và qua đó cân bằng tỷ số của trận đấu này 1-1 sau 2 set. Hai đội sẽ đổi sân để chuẩn bị bước vào set đấu thứ 3. Chúng ta cùng xem lại tình huống bám chắn của Thoại Khương, nhưng bóng lại đi ra ngoài. Là vì Long An thắng 25-23 ở set đấu đầu tiên, nhưng Đà Nẵng đã trở lại rất nhanh với chiến thắng 25-22 trong set đấu thứ hai. Chúng ta chắc chắn sẽ còn nhiều điều chờ đợi ở phía trước, đặc biệt là trong set đấu thứ ba bản lề. Chào mừng quý vị và các bạn khán giả thân mến, chúng ta cùng trở lại với những hình ảnh trực tiếp từ nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hà Tĩnh để đến với trận đấu sớm nhất trong ngày thi đấu thứ ba hôm nay, trận đấu giữa La Vi Long An và Đà Nẵng, một trận đấu vô cùng hấp dẫn với những diễn biến đã qua. Sau hai set tỷ số là 1-1, La Vi Long An giành chiến thắng 25-23 ở set đầu tiên, nhưng sau đó Đà Nẵng đã trở lại với chiến thắng 25-22 trong set đấu thứ hai, và bây giờ là set đấu thứ ba. La Vi Long An trong trang phục màu xanh ở phần sân bên phía tay trái, và Đà Nẵng trong trang phục màu trắng ở phần sân bên phía tây phải. Cả hai sẽ bước vào set đấu được xem là bản lề set đấu thứ ba này. Rõ ràng là thế thức thay đổi đã khiến cho các đội bóng quyết tâm, có thể nói là từng trận một, giúp cho giải đấu trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Quang Thịnh phát bóng, Thoại Khương, pha tấn công của Quang Khơi, điểm cho La Vi Long An 1-0. Rất tốt, Đà Nẵng san bằng điểm số 1-1 trong trận đấu thứ ba. Đây là Lê Công Tuấn Huy. Điểm cho La Vi Long An 2-1. Nguyễn Văn Thái phát bóng cho La Vi Long An, và đó là tình huống phát bóng ăn điểm trực tiếp 3-1 cho đội bóng xanh. Vừa rồi là tình huống bóng hướng đến vị trí của libero Phạm Tấn Đạt. La Vi Long An đang có được một sự khởi đầu tốt trong set đấu thứ ba bản lề này. Tiếp tục là Văn Thái phát bóng, lần này bóng tiếp tục hướng đến vị trí của libero Phạm Tấn Đạt, nhưng trái bóng đã đi quá mạnh. 2-3, điểm thuộc về Đà Nẵng.
Bây giờ là Trần Minh Hiếu phát bóng, vận động viên 24 tuổi với chiều cao 1m82. Phối hợp lừa chắn hay. La Vi Long An nâng điểm số lên 4-2 với pha ghi điểm của Quan Mom ở vị trí số 4. Lê Văn Thành phát bóng. Bóng tầm thấp và tình huống phòng ngự tốt của Trung Thành. Sau đó chính Trung Thành là người tấn công ở vị trí số 4. Điểm số được rút ngắn xuống 3-4 cho Đà Nẵng. Thoại Cương. Bóng rất vừa tầm nhưng vừa rồi thì Minh Hòa lại kết thúc ra ngoài. Minh Hòa chú trọng quá nhiều về lực đánh và quên mất rằng trái bóng cần phải được ghim xuống một cách an toàn hơn. Bây giờ thì Đà Nẵng đã sang bằng điểm số 4 đều rồi. Trước đó là một khoảng cách 2 điểm. Thanathat cú phát bóng tấn công không qua lưới. Cú phát bóng cho La Vi Long An với điểm số 5-4. Tiếp tục là một pha phát bóng không tốt nữa, hai pha phát bóng không tốt liên tiếp của cả hai đội. 5 đều. Quần Mòm vừa rồi đã sử dụng một tình huống phát bóng với điểm rơi góc chéo sân, nhưng đó lựa chọn mạo hiểm. Lê Trung Thành, vận động viên dưới chiều cao 1m84, 25 tuổi. Thoại Khương. Thoại Khương bắt bóng cho Minh Hòa nhưng chưa thành công. Tiếp tục là Thoại Khương, bóng với cơ hội thứ 3. Và lần này thì Cua Mòm đã không mắc một sai lầm nào với pha tấn công dưới vạch 3m. 6-5 cho La Vi Long An. La Vi Long An xin thay đổi đội tuyển. Số 1 ra sân, số 8 vào sân. Sự thay đổi người bên phía La Vi Long An. Người vào sân sẽ là Hữu Tài. Minh Hòa phát bóng. Bóng chạm chắn nhưng không sang được phần sân đối diện. Điểm cho Đà Nẵng. 6 đều. Trường Quang Anh Tuấn phát bóng tiếp theo cho Đà Nẵng. Vận động viên năm nay 28 tuổi. La Vi Long An vươn lên dẫn trước 7-6. Đây là một trận đấu có tính bản lề rất quan trọng. Sau khi hai đội hòa nhau 1 đều ở 2 set đầu tiên. Thoại Khương, người phát bóng cho La Vi Long An. Bước ngô tốt. Một pha phối hợp lừa chắn hay. Đường chuyền hay làm bất ngờ hoàn toàn hàng chắn bên phía La Vi Long An. 7 đều. Tình huống bóng chưa qua lưới. Bây giờ thì Đà Nẵng đã vươn lên dẫn trước 8-7. Rõ ràng đây là trận đấu quan trọng và hai đội đang cố gắng trong từng điểm số một. Và những diễn biến hiện tại là vô cùng cân bằng. 8 đều.
Là Vì Long An có được 2 điểm số liên tiếp 9-8. Và họ đang trở lại với mạch dẫn trước. Chúng ta cùng xem lại tình huống phát bóng tấn công của Vũ Quang Khởi. Libero Phạm Tấn Đạt gặp quá nhiều khó khăn ở tình huống phòng ngự vừa rồi. Tiếp tục là pha bóng của Quang Khởi. Thanathat đập bóng trên chắn và trọng tài xác định rằng bóng chưa hề chạm chắn, đi ra ngoài. Điểm cho La Vi Long An 18. Một lợi thế nhất định dành cho La Vi Long An với khoảng cách 2 điểm. Chúng ta cùng xem lại tình huống tấn công ở vị trí số 4 của Thanathat. 3 chắn bên phía La Vi Long An theo sát. Một áp lực không nhỏ trên lưới dành cho Thanathat và anh đã đánh bóng ra ngoài. Tình huống phát bóng điểm rơi của Quang Khơi. Điểm cho Đà Nẵng 9-10. Rút lưới, rất đáng tiếc cho La Vi Long An tình huống vừa rồi. Và 2 điểm liên tiếp thuộc về Đà Nẵng 10 đều. La Vi Long An xin chào đội viên số 8 ra sân, số 1 vào sân. Bên phía La Vi Long An thì Văn Thái đã trở lại. Một cây sân điểm có thể nói là rất hiệu quả của La Vi Long An ở trong trận đấu này. Quan Mom, cú đập trên chắn của Quan Mom. Cơ hội cho La Vi Long An, Thoại Khương. Và kết thúc của Quang Khởi. Thanathat hơi với rồi, nhưng vẫn là các vận động viên Đà Nẵng. Trung Thành, bóng bền, nhưng vừa rồi đã có lỗi dính bóng, có lẽ là như vậy. Bên phía Đà Nẵng, điểm cho La Vi Long An 11-10. Rõ ràng là chuỗi lên điểm ở trận đấu này là không nhiều. Một đội bóng có lẽ chỉ hiếm hoi có được chuỗi 3 điểm liên tiếp thôi. Hầu hết là lên 2 điểm nhưng sau đó thì bị cắt chuỗi ngay. Trọng tài xác định đó là tình huống bóng bật lưới và đi ra ngoài, không hề chạm trán. Những điểm số liên tiếp cho La Vi Long An và bây giờ đang là khoảng cách 2 điểm 10-20. Rất hồi hộp cho những diễn biến cực kỳ căng thẳng của trận đấu này. Văn Thái rất vừa tầm, nhưng vừa rồi thì Thoại Cường đã phòng ngự xuất sắc. Bóng ngoài. Một sự tiếc nuối bao trùm lên khuôn mặt của các vận động viên La Vi Long An khi người kết thúc vừa rồi là Lê Văn Thành. Một pha bóng được xem là sở trường của Lê Văn Thành, nhưng chủ công mang áo số 5 của La Vi Long An lại đưa bóng ra ngoài. 11-12. Minh Hiếu là người phát bóng tiếp theo cho Đà Nẵng. Tình huống đánh nhanh chớp nhoáng ghi điểm của Võ Minh Hòa. Lại là cầu phát bóng thuộc về La Vi Long An 13-11. Ngày hôm nay thì libero của La Vi Long An là Phạm Minh Toán chơi quá hay. Bóng lại bật mép lưới. Thoại Khương điều trái bóng sang cho Quang Khởi dưới vạch 3m dứt điểm. Rất khó để có thể dự đoán được chuyền hai Thoại Khương sẽ làm gì. Ngôi sao sáng nhất của La Vi Long An, một trong những vận động viên nổi bật nhất đến lúc này, chính là chuyền hai Thoại Khương, người được ví như linh hồn trong cách chơi của La Vi Long An. Bây giờ là thời điểm mà Đà Nẵng cần đến sự hội ý, cần đến sự thống nhất tinh thần như quyết tâm cao hơn ở trong trận đấu thứ 3 này.
Bây giờ chúng ta cùng xem là sau lần hội ý vừa rồi Đà Nẵng có thể trở lại một cách mạnh mẽ hay không. Người phát bóng là chủ công Lê Văn Thành. Theo chắn rất sát và thêm một điểm số nữa cho La Vi Long An. Phạm Thoại Khương lại là nhân vật chính. 15-11 rồi, khoảng cách 4 điểm. Tiếp tục là cầu phát bóng của chủ công Lê Văn Thành. Rõ ràng là đang có một sự khủng hoảng nhất định trong cách chơi của Đà Nẵng. Khoảng cách được nới rộng lên 5 điểm, 16-11 cho La Vi Long An. Cầu phát bóng khá dài của chủ công Lê Văn Thành. Và đây hiện tại đang là chuỗi lên điểm dài nhất, ấn tượng nhất ở trong trận đấu ngày hôm nay. Đội một không tốt. Vấn đề khá lớn trong cách chơi của Đà Nẵng mà chúng tôi đã nói. Và thậm chí sau lần hội ý gần nhất thì Đà Nẵng không cải thiện, thậm chí là tụt dốc nhanh hơn. Khoảng cách bây giờ đã là 6 điểm và tiếp tục là lần hội ý mà Đà Nẵng đề nghị. Chúng ta cùng xem tình huống phát bóng gây khó khăn cho hàng sau của Đà Nẵng đến từ chủ công Lê Văn Thành. Cầu phát bóng rực sáng của Lê Văn Thành bên phía La Vi Long An. Trong đội hình của La Vi Long An, chúng ta đã nhắc rất nhiều đến vai trò và tầm ảnh hưởng của tân binh Phạm Thoại Khương, và những gì anh đang thể hiện thực sự là xứng đáng với kỳ vọng của La Vi Long An. Lê Văn Thành, cầu phát bóng đã chấm dứt rồi với một cú phát bóng không qua lưới của chủ công áo số 5. Điểm cho Đà Nẵng. Điểm số đã trở lại với La Vi Long An. 18-12 cho La Vi Long An. Tiếp tục là một điểm số nữa. 19-12 cho La Vi Long An. Khoảng cách lúc này đang là 7 điểm. Đà Nẵng rút ngắn cách biệt xuống còn 6 điểm. 13-19, nhưng rõ ràng vẫn là một lợi thế quá lớn dành cho La Vi Long An ở thời điểm này. Rất căng, cú đập trên chắn của Quang Khởi, nhưng vừa rồi trọng tài xác định là bóng vẫn trong sân. Tín hiệu từ trọng tài cho rằng bóng vẫn trong sân. Ban đầu chúng ta thấy là Quang Khởi không ăn mừng, nhưng đó là một cú đập bóng rất tốt, cú đập bóng trên chắn của Quang Khởi ở vị trí số 4. 20-13. Rất tốt. Một tình huống tấn công giữa lưới và có điểm cho La Vi Long An. Có thể tạm khẳng định vào lúc này rằng set 3 sẽ thuộc về La Vi Long An thôi. Phong độ quá ổn định.
và điểm số cách biệt thì đang là lớn. 21-13, Minh Hòa. Có lỗi hai chặng. Có lẽ là Đà Nẵng lúc này sẽ tập trung toàn lực cho set đấu thứ tư khi khoảng cách đang là 9 điểm. 22-13 cho là Vì Long An. Cơ hội. Tình huống di chuyển và tấn công của Quang Khơi bật chắn ra ngoài. 23-13, khoảng cách đã lên đến 10 điểm rồi. Phát bóng ra ngoài. Điểm số cho Đà Nẵng 14-23. Bước một không tốt. Cơ hội. Bóng rất căng, đi đúng vào vị trí của libero Minh Toán. Thêm một điểm số nữa cho Đà Nẵng. Điểm số lúc này đang là 15-23, khoảng cách 8 điểm. Cầu phát bóng của anh Tuấn không qua lưới và bây giờ La Vi Long An sẽ có được set point. 24-15, rất nhiều những set point để La Vi Long An kết thúc set đấu thứ 3 này. Trong trận đấu đầu tiên, dù để thua 0-3 nhưng La Vi Long An đã gây ra vô vàn khó khăn cho Sanet Khánh Hòa. Và bây giờ thì họ đã thể hiện được thực lực của mình. Cầu phát bóng của Thoại Khương. Bóng trong sân và kết thúc tốt ở vị trí số 2 của ngoại bình Thanathat. Bóng vẫn còn. Cơ hội cho La Vi Long An kết thúc trận đấu này. Quang Khơi. Những tình huống xoay cổ tay và tấn công như vừa rồi là thương hiệu của Quang Khơi. Rất lợi hại và bây giờ thì La Vi Long An đã vươn lên dẫn trước 2-1 sau 3 set. Một set thắng đậm của La Vi Long An 25-16. Như đã nói thì không có quá nhiều những sự chênh lệch về mặt chuyên môn ở nội dung nam của giải bóng chuyền vô địch quốc gia. Và với thể thức được thay đổi như thế này, đánh vòng tròn thì chắc chắn là theo cá nhân tôi không có một sự bứt phá đáng kể nào. Mọi thứ sẽ là rất xịn sao. Và bây giờ hai đội sẽ đổi dần để chuẩn bị bước vào set đấu thứ tư. Chào mừng quý vị khán giả thân mến, chúng ta trở lại với những hình ảnh trực tiếp từ nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hà Tĩnh, nơi đang diễn ra giai đoạn 1 của nội dung nam giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024.
những diễn biến đã qua sau ngày thi đấu thứ ba với trận mở màn. Ngày thi đấu này thực sự đem đến cho người hâm mộ nhiều cảm xúc. Luôn là những trận đấu, những diễn biến rất đáng xem với sự nâng cao về mặt chuyên môn. Và cả bất ngờ nữa. Ngày hôm qua, là vì Long An có thể thua 0-3 trước Senet Khánh Hòa. Nhưng ngày hôm nay, đối mặt với đội bóng đã giành chiến thắng ở trận đấu đầu tiên là Đà Nẵng, là vì Long An chơi tuyệt hay và đang có được tỷ số dẫn trước 2-1. Và bây giờ sẽ là trận đấu thứ tư, một trận đấu mà Đà Nẵng không được phép thua nữa. Bỏ nhỏ, nỗ lực cứu bóng của La Vi Long An nhưng không thành công. Điểm thuộc về Đà Nẵng, điểm số đầu tiên của Đà Nẵng trong trận đấu thứ tư. Một trận đấu mà Đà Nẵng chắc chắn sẽ chơi với tất cả sự quyết tâm, sự nỗ lực để đưa trận đấu này vào trận đấu thứ năm. Lúc này thì chưa trận đấu nào bước vào trận đấu thứ năm cả ở giai đoạn một nội dung nam giải bóng chuyền quốc gia. Một đều. Điểm cho Đà Nẵng 2-1. Nếu xét về mặt tinh thần, mà tâm lý thì rõ ràng là vì Long An bước vào trận đấu thứ tư này với một lợi thế mà tâm lý, họ có quyền chơi cách thoải mái và hứng khởi cao nhất khi đã giành được chiến thắng ở trong trận đấu thứ ba và đang có lợi thế dẫn trước 2-1. Phạt bóng tốt. Cơ hội cho Đà Nẵng. Bóng bạt chắn. Và điểm cho các vận động viên áo trắng. Đà Nẵng vươn lên dẫn trước 3-1, khoảng cách 2 điểm. Điểm Đà Nẵng 3-1. Điểm cho La Vi Long An. Điểm số được rút ngắn xuống 2-3. Trong những phút đã qua thì dần thì La Vi Long An không thể thiếu được Quan Mòm cũng như Lê Văn Thành. Và đặc biệt là linh hồn trong lưới chơi của đội Phạm Thoại Khương, cái chuyền 2. Bóng bạt chắn ra ngoài. Tình huống tấn công ở vị trí số 4 của Linh Trung Thành. 4-2 cho Đà Nẵng. Tình huống tận dụng cơ hội trên lưới rất hay của Quang Thịnh. Không, chính xác là Trương Quang Anh Tuấn, vận động viên áo số 3, là người đã ghi điểm trực tiếp cho Đà Nẵng ở tình huống vừa rồi. 5-2. Cơ hội. Vừa rồi thì Đà Nẵng đã chủ động bỏ chắn bởi họ có khiếu nại. Đà Nẵng xin chia đời. Đối chạm lưới. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống challenge bên phía Đà Nẵng.
Chúng ta sẽ cùng xem lại kết quả lỗi chạm lưới liệu có hay không. Và Đà Nẵng khiếu nại thành công. Lê Văn Thành chủ công bên phía La Vì Long An đã chạm lưới ở tình huống bám chắn vừa rồi. Khiếu nại chính xác đến từ Đà Nẵng. Một sự quan sát có thể nói là rất tinh tường và chính xác ban huấn luyện bên phía Đà Nẵng mang về điểm số cho Thanathat. Và bóng tấn công uy lực. Bóng vẫn còn. Một điểm thuộc về La Vì Long An với pha phối hợp không thực sự ăn ý vừa rồi. 3-6. Bóng chạm lưới. Tình huống bóng leo lưới và gây khó khăn cho hàng sau của Đà Nẵng. La Vì Long An có thêm được một điểm số nữa. 4-6. Đó là tình huống phát bóng ăn điểm trực tiếp. 3 điểm liên tiếp cho La Vì Long An. Khoảng cách được rút ngắn xuống chỉ còn 1 điểm. 5-6. Đang có những trực trạc nhất định trong kích vận hành, đặc biệt ở hàng sau của Đà Nẵng. Những viên Lê Nhỏ Thạnh có lý do để lo lắng vào lúc này, dù đội bóng vẫn đang dẫn trước. Lại là một pha phối hợp không tốt nữa. Một pha phối hợp rất tiêu ăn ý giữa ông Quang Thịnh và Trương Quang Anh Tuấn. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Vừa rồi Quang Thịnh đã hơi thiếu quan sát một chút, anh truyền bóng theo bài cho một vị trí bám biển, nhưng đó là tình huống mà Trương Quang Anh Tuấn cho rằng anh sẽ phối hợp với đồng đội với một pha bóng đánh biên thu. Chúng ta đang theo dõi những diễn biến ngày thi đấu thứ 3, giai đoạn 1 bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2024, trận đấu đầu tiên trong ngày hôm nay giữa La Vì Long An và Đà Nẵng. Tất cả các trận đấu trong khuôn khổ giải bóng chuyền vô địch quốc gia đều sẽ gửi đến quý vị và các bạn trên hệ sinh thái thể thao của VTV Cup, và đặc biệt là cúp Hùng Vương sắp tới cũng sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn. Điểm số đã trở lại với Đà Nẵng. 7-6. Cầu phát bóng tiếp theo của Lê Trung Thành. Thêm một điểm nữa cho Đà Nẵng. 8-6. Hai điểm liên tiếp cho đội bóng sông Hàn với pha phối hợp không tốt vừa rồi của Thoại Khương. Chính xác là một tình huống đánh hai chuyền của Thoại Khương. Nhưng hàng chắn của Đà Nẵng đã chơi tập trung. Ba điểm liên tiếp. Đà Nẵng vươn lên dẫn trước La Vì Long An 9-6 ở trong set đấu thứ tư. Minh Quyến là người đã xử lý tốt tình huống bóng trên lưới vừa rồi. Vẫn sẽ là cầu phát bóng của Lê Trung Thành. Vừa rồi là bước một lỗi đến từ vị trí của Quang Khơi. Bừa mùa tốt. Cơ hội.
và kết thúc vị trí số 4 của Quenmon. Thanathat vẫn chưa thành công. Văn Thành lập tức đổi hướng chuyển và Thoại Khương đã mang đến một cơ hội thực sự tuyệt vời ở vị trí sau vạch 3m dành cho Lê Văn Thành. Rất hay, thêm một điểm nữa cho La Vi Long An và khoảng cách được rút ngắn xuống còn một điểm, 8-9. Chúng ta cùng xem lại tình huống ghi điểm này. Bắt bài được vào chuyền 2 và bám chắn tốt. Trọng tài xác định bóng ra ngoài, phát bóng của Quân Mòm. Điểm thuộc về Đà Nẵng, 18. Cơ hội cho La Vi Long An. Minh Hoa đẩy trái bóng ra ngoài rồi. Vừa rồi thì Minh Hoa đã phát hiện được khoảng trống ở phần sân bên phía Đà Nẵng, nhưng cảm giác bóng vừa rồi của Minh Hoa là không tốt. Trái bóng đã ở ngoài sân và thêm một điểm nữa cho Đà Nẵng. 11-8. Đà Nẵng đang có được chuỗi lên điểm tốt. Điểm số thứ tư liên tiếp của họ, 12-8. Villaman sẽ phải có những sự chấn chỉnh. Họ đang bắt đầu trượt dài ở trong set đấu thứ tư này. Khoảng cách đã là 5 điểm rồi, 13-8 cho Đà Nẵng. Và rất có thể với tình hình diễn biến như thế này, trận đấu sẽ bước vào set đấu thứ 5. Phát bóng rút lưới. 9-13, điểm thuộc về La Villaman. Điểm cho Đà Nẵng, 14-9. Lại là khoảng cách 5 điểm. Bây giờ thì Đà Nẵng đang có được lợi thế của mình khi dẫn trước với một khoảng cách an toàn trong set đấu thứ tư này. Đây là một set đấu mà Đà Nẵng buộc phải thắng nếu như không muốn nhận thất bại chung cuộc, sẽ có tình huống khiếu nại chạm lưới. Chúng ta cùng chờ đợi xem liệu có lỗi chạm lưới của Thanathat hay không. Đúng là lưới đã rung. Điểm thuộc về Đà Nẵng, 15-10.
lại là khoảng cách 5 điểm dành cho đội bóng sông Hàn. Rất hay, một tình huống tận dụng cơ hội và ghi điểm trên lưới của Lê Trung Thành. 16-10 cho Đà Nẵng. Đà Nẵng là đội thi đấu tập trung và quyết tâm hơn rất nhiều ở trong trận đấu thứ tư này. Thoại Khương, tình huống nhảy chuyền của Thoại Khương. Và vừa rồi thì La Vi Long An đã có được điểm 11-16. Đà Nẵng đã trở lại với điểm số tiếp theo 17-11. Lại là khoảng cách 6 điểm. Và phối hợp tấn công hay, và người ghi điểm là Thanathat. Mũi công quan mòn của La Vi Long An đã lên tiếng 12-17. Tình huống đánh biên thủ của quan mòn. Thêm một điểm nữa cho La Vi Long An, 13-17. Đà Nẵng đã trở lại với điểm số thứ 18 trong trận đấu thứ tư này, 18-13. Khoảng cách lại là 5 điểm. Chúng ta cùng xem lại pha phối hợp giữa Quang Thịnh và một tình huống dứt điểm trên lưới cực kỳ chính xác. Bây giờ thì Đà Nẵng đang đưa trận đấu gần đến với trận đấu thứ 5 rồi. Một phát bóng tấn công của Thanathat. Quán mòm. La Vi Long An có điểm số thứ 14, 14-18. Chỉ có duy nhất một vận động viên của Đà Nẵng nhìn lên bám chắn trong tình huống vừa rồi. La Vi Long An đang rút ngắn khoảng cách xuống còn 3 điểm, trước đó là 6 điểm. Thêm một pha chuyền bóng tốt nữa của Thoại Khương dành cho Quan Mong. Chưa thể khẳng định được bất cứ điều gì cả. Ở trận đấu đầu tiên, trận đấu mà Long An thắng thì họ cũng đã lật ngược tình thế khi bị dẫn trước. Thanathat bám chắn thành công. La Vi Long An rút ngắn tỷ số 16-18. Áp lực đang trở lại với Đà Nẵng, một áp lực về mặt tâm lý dù họ đang dẫn trước với khoảng cách 2 điểm vào lúc này. Yeah,
chúng ta cùng trở lại với những diễn biến ở trận đấu thứ tư này. Mọi thứ đang rất căng thẳng, khoảng cách là 2 điểm thôi, nhưng vừa rồi lại là một pha phát bóng ra ngoài của chủ công Văn Thành. Đà Nẵng bây giờ đã có được sự tự tin trở lại rồi. 20-16, 2 điểm liên tiếp cho Đà Nẵng. Tấn công uy lực ở vị trí số 4 của Quan Mòm. Điểm số thứ 17 cho La Vi Long An, khoảng cách là 3 điểm. Trong trận đấu thứ tư này thì Quan Mòm là người ghi nhiều điểm nhất cho La Vi Long An. Và anh sẽ là người phát bóng tiếp theo, khoảng cách 3 điểm thôi. Cú phát bóng tấn công, bước một tốt. Cơ hội, bóng bật chắn ra ngoài. 21-17 cho Đà Nẵng. Vừa rồi là tình huống phối hợp sau đầu và dứt điểm của Võ Minh Hòa. 18-21 cho La Vi Long An. Phát bóng không tốt, ngay sau điểm số ghi được thì Minh Hòa lại phát bóng rút lưới. 22-18 cho Đà Nẵng. Chiến thắng trong set đấu thứ tư rồi. Bây giờ thì La Vi Long An sẽ xin tạm dừng hội ý. Những Đà Nẵng thì ở rất gần với chiến thắng trong set đấu thứ tư rồi. Cùng trở lại với những diễn biến ở set đấu thứ tư, một set đấu quan trọng với Đà Nẵng. Họ phải thắng để đưa trận đấu vào set đấu thứ năm. Thoại Khương, cứu bóng rất hay, nhưng điểm số thì lại thuộc về La Vi Long An. 19-23. Trước đó thì libero Phạm Tấn Đạt của Đà Nẵng đã có một pha cứu bóng xuất sắc. Sẽ có challenge, lỗi chạm lưới. Và tấn công của Minh Khuyến, và chúng ta cùng chờ xem liệu có lỗi chạm lưới đến từ hàng chắn bên phía La Vi Long An hay không. Yeah.
Mặc dù đang nắm lợi thế nhưng Đà Nẵng chắc chắn không thể chủ quan được, là vì Long An đã từng lật ngược tình thế trong trận đấu đầu tiên để giành chiến thắng rồi. Và chắc chắn là Đà Nẵng không muốn lặp lại sai lầm đó. Khiếu nại không thành công và điểm số thuộc về La Vi Long An. Cơ hội cho La Vi Long An. Rất vừa tầm Văn Thành. Sau vạch 3m. Vẫn chưa thành công. Đó là tình huống ghi điểm của Quang Khơi. 20-23 cho La Vi Long An. Tình huống đập bóng chéo sân rất chính xác của Quang Khơi, bóng trên chắn. Khoảng cách lúc này đang là 3 điểm. Rất nỗ lực. Nhưng bây giờ thì Đà Nẵng đã chạm đến set point rồi. 24-20. Chiến thắng ở trong set đấu thứ tư đang rất gần với Đà Nẵng. Bước 1, Quang Khơi. Đó là một tình huống bóng hơi vơi và không thực sự thuận lợi cho đà băng vào của Quang Khơi. Và như vậy là Đà Nẵng đã giành chiến thắng trong set đấu thứ tư với điểm số 25-20. Lần đầu tiên ở nội dung nam giai đoạn 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024, một trận đấu phải bước vào set đấu thứ 5. Quá kịch tính, quá hấp dẫn. Đà Nẵng đã trở lại với một phong độ cần thiết, với một phong độ rất cao của những tay đập như Thanathat. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ đợi sự kịch tính được đẩy lên cao trào trong set đấu quyết định, set đấu thứ 5.
Chào mừng quý vị và bạn, chúng ta cùng trở lại với nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hà Tĩnh để đến với set đấu quyết định. Lần đầu tiên ở giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 nội dung nam xuất hiện set đấu thứ 5. Hai đội hòa nhau 2 đều sau 4 set. Và bây giờ chúng ta cùng chờ xem đội bóng nào sẽ giành chiến thắng ở trong set đấu quyết định này. Và nhiều khả năng sẽ là một set đấu với điểm số có lẽ là xít sao thôi. Thoại Khương là người phát bóng đầu tiên cho La Villa Loan. Hay, một tình huống kết thúc không quá mạnh của Văn Thành nhưng đủ sự hiểm hóc và chính xác. Bóng đập đất và không có cơ hội cho hàng sau của Đà Nẵng. Cú đập bóng xuyên chắn của Lê Văn Thành. Sự khởi đầu thuận lợi cho La Villa Long An 1-0. Điểm cho Đà Nẵng 1-1. Bây giờ là cầu phát bóng của Minh Quyến. Bước một tốt, rất bình tĩnh. Quang Khởi. Tình huống tấn công chéo sân quen thuộc đến từ vị trí của Quang Khởi. 2-1 cho La Villa Long An. Tất cả mới chỉ là sự khởi đầu ở trận đấu quyết định này được mà thôi. Một pha phối hợp một chồng không thành công bên phía Đà Nẵng và Long An có được điểm số thứ 3. 3-1 cho đội bóng áo xanh. Đây là pha phối hợp mà Thanathat đã không thể ghi điểm. Dù chuyền hài Quang Thịnh bên phía Đà Nẵng đã chuyền lừa chắn tốt. Sự hội ý rất sớm. Bước một tốt Quang Thịnh. Tình huống phối hợp đánh nhanh của Đà Nẵng và bóng bật chắn bên phía Long An đi ra ngoài. 2-3. Điểm số rất quan trọng và cần thiết ở thời điểm mà Long An đã có được những điểm số liên tiếp. Khoảng cách lúc này chỉ là một điểm thôi. Cầu phát bóng của Trần Minh Hiếu. Lỗi bước một của Minh Toán. Quán mõm không chiến thắng được hàng chắn bên phía Đà Nẵng. Người bám chắn thành công đó là Trương Quang Anh Tuấn. Một tình huống chắn đôi. Lực đánh ở pha bóng như thế này không có quá nhiều ý nghĩa khi mà hàng chắn đã hoạt động rất tốt bên phía Đà Nẵng. Vẫn là cầu phát bóng của Minh Hiếu, điểm số 3-3. Bóng leo lưới. Minh Toán. Quần mồm. Pha dứt điểm của trung thành, bóng không qua lưới và đó là 4 chạm. Điểm số trở lại với La Villa Long An 4-3. Sẽ có khiếu nại. Xem đó có phải là lỗi bóng không qua lưới hay không, hay là đã chạm chắn. Góc quay vừa rồi thì phần nào cũng cho chúng ta thấy rõ hơn là bóng có vẻ như là chưa chạm chắn đâu.
Trái bóng bật mép lưới và trở lại phần sân của Đà Nẵng. Tất nhiên chúng ta vẫn phải chờ quy định cuối cùng được đưa ra. Như vậy là bóng có chạm chắn. Trọng tài xác định đánh lại pha bóng. Và trọng tài xác định pha bóng sẽ được thực hiện lại. Không có điểm số cho La Vi Long An. Rõ ràng là những góc quay chi tiết như vừa rồi chúng ta mới có thể xác định một cách chính xác nhất. Bây giờ thì điểm số vẫn đang là 3 đều. Cầu phát bóng của Trần Minh Hiếu. Rất hay. Phối hợp đánh nhanh. 4-3 cho La Vi Long An. Lần này thì hàng sau của La Vi Long An đã xử lý bước 1 gọn gàng hơn. Không có bất kỳ một phản ứng nào với một tình huống đập bóng nhanh và mạnh đến như vậy. Phòng ngự rất tốt. Quang Thịnh. Và kết thúc chéo sân của Lê Trung Thành. 4 đều. Một đá bóng trên chắn của số 7 bên phía Đà Nẵng. Bước 1 tốt. Cơ hội. Với một pha bóng tầm cao như vậy thì Lê Văn Thành thường không bỏ lỡ. Và vừa rồi thì anh đã mang về điểm số thứ 5 cho La Vi Long An. Đợt bóng lách chắn cực kỳ chính xác. Đây là thời điểm mà những ngôi sao của La Vi Long An, nếu như phát huy được khả năng của mình, sẽ có lợi thế rất lớn để mang về chiến thắng cho đội bóng của mình. Điểm đáng tiếc vừa rồi cho La Vi Long An khi Lê Văn Thành lại phát bóng ra ngoài. 5 đều. Không phải là lần đầu tiên Lê Văn Thành phát bóng hỏng. Trung Thành. Không thể chiến thắng được hàng chắn bên phía Đà Nẵng. Và chính xác trong tình huống vừa rồi thì là một tình huống chắn đơn thôi. Và người đã mang về điểm số cho đội bóng sông Hàn đó là Minh Quyến. Tình huống chuyền bóng đến từ Thoại Khương đã bị bắt bài. Và Minh Quyến đã nhảy lên rất đúng nhịp để chắn pha tấn công của Minh Hòa. Rất căng thẳng. 6 năm cho Đà Nẵng. Thoại Khương. Cứu bóng tốt. Bây giờ là cơ hội cho La Vi Long An. Sau vạch 3m, không một ai bám chắn Quang Khởi. Nhưng hàng sau của Đà Nẵng đã chơi ngoạn mục. Thêm một cơ hội nữa cho Long An. Quân bom. 6 đều. Hàng sau của Đà Nẵng đã làm tất cả những gì có thể trong những tình huống tấn công đến từ đối phương. Nhưng cuối cùng thì họ vẫn phải chịu thua thôi. Với một pha bóng tấn công tầm cao như thế này đến từ Quan Mom, libero Phạm Tấn Đạt đã không thể làm gì hơn, dù đã rất nỗ lực rồi. Bước một hơi dài. Và đó là cơ hội để Thoại Khương ghi điểm cho La Vi Long An. 2 điểm liên tiếp. 7-6. Bước một lỗi. Và Thoại Khương đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Chính xác trong tình huống vừa rồi thì người ghi điểm đó là Võ Minh Hòa. Minh Hòa là người đã nhảy lên tranh chấp trên lưới. 7-6. Cầu phát bóng của Quan Mom. Rất khó hiểu. Sự sai số trong cú phát bóng vừa rồi là quá nhiều. Một lỗi kỹ thuật đến từ tuyển thủ Campuchia. 7 đều. Trận đấu đang diễn ra với một thế trận có thể nói là rất cân bằng. Điểm số xít sao. Cầu phát bóng của Trương Quang Anh Tuấn bên phía Đà Nẵng. Bước 1.
tấn công, bóng bật chắn và đi ra ngoài. Pha tấn công ở vị trí số 4 của Quang Khởi. 8-7 cho La Vi Long An và hai đội sẽ đổi sân để tiếp tục cho phần còn lại của trận đấu quyết định này. Vừa rồi thì bóng đã chạm tay trắng của Quang Thịnh và đi ra ngoài. Đó là ý đồ tấn công dọc biên của Quang Khởi. Quang Khởi ngày hôm nay cũng đã thi đấu khá ấn tượng bên cạnh chủ công Lê Văn Thành bên phía La Vi Long An. Quang Khởi, người đã có nhiều năm thi đấu trong màu áo của Ninh Bình trước đây, bây giờ đang là một nhân tố quan trọng trong đội hình của La Vi Long An. Quang Khởi bên cạnh thời gian thi đấu cho Ninh Bình cũng được biết đến với một ngôi sao ở những giải hội làng. Những diễn biến lúc này vẫn đang là cân bằng 8-8. Chúng ta cùng xem lại tình huống tấn công lách chắn của Minh Quyến bên phía Đà Nẵng. Cầu phát bóng của Quang Thịnh bên phía đội bóng sông Hàn. Rất hồi hộp và kịch tính. Vừa có thẻ vàng được rút ra, bây giờ thì tất cả sẽ phải tập trung vào vấn đề chuyên môn. Rất căng thẳng vào thời điểm này khi mà điểm số đang là cân bằng 8-8 trong trận đấu quyết định. Bước một tốt, một lựa chọn có thể nói là hết sức hợp lý đến từ chuyền hài Thoại Cường khi anh quyết định chuyền bóng cho người đứng gần với mình nhất là Nguyễn Văn Thái. Biên 4 cũng đã sẵn sàng, nhưng vừa rồi quyết định chuyền bóng cho Văn Thái dứt điểm nhanh là cực kỳ chính xác. 9-8 cho La Vi Long An. Lúc này thì La Vi Long An đang là đội dẫn trước. Bóng ngoài. Thời điểm mà Đà Nẵng cần đến sự tỏa sáng của Thanathat thì anh lại đưa trái bóng ra ngoài. Liệu có lỗi chạm lưới hay không? Theo như khiếu nại đến từ bảo luyện của Đà Nẵng. Và kết thúc này thì chắc chắn là ra ngoài và không hề chạm chắn rồi. Nhưng vấn đề là hàng chắn bên phía La Vi Long An có để chạm lưới ở tình huống này hay không? Cú đập trên chắn của Thanathat, bóng thiếu độ cắm và đi thẳng ra ngoài. Chúng ta cùng chờ xem quyết định cuối cùng được đưa ra. Khoảng cách có vẻ như là rất gần và không có lỗi chạm lưới đến từ Quang Khởi. Khiếu nại không thành công của Đà Nẵng và điểm số thuộc về La Vi Long An trước đó được quyết định là chính xác. Cầu phát bóng của chuyền hài Thoại Khương bên phía La Vi Long An. Đội bóng đang có lợi thế dẫn điểm. Phát bóng ra ngoài. Một lỗi đáng tiếc của Thoại Khương. Chắc chắn là tiền bình của La Vi Long An tỏ ra rất tiếc nuối ở tình huống phát bóng vừa rồi. Một thời điểm có thể nói là căng thẳng. Đội bóng nào bản lĩnh hơn sẽ là đội giành chiến thắng, luôn là như vậy. Và chúng ta cùng chờ xem La Vi Long An hay Đà Nẵng sẽ tận dụng được những điểm số mà mình có được. Lúc này thì lợi thế đang thuộc về La Vi Long An. Bước một rất tốt, bắt chắn ra ngoài và tiếp tục là Quang Khởi. Trong set quyết định này thì Quang Khởi đang thi đấu khá hiệu quả. 11-9 cho La Vi Long An, khoảng cách 2 điểm.
rất vừa tầm với Thanathat, nhưng hàng sau của Long An đang chơi tốt. Cơ hội không thể cứu được bóng, khoảng cách đã được nới rộng lên 3 điểm cho La Vì Long An. La Vì Long An đang chính xác hơn ở những tình huống dứt điểm cuối cùng, và người lên tiếng trong pha bóng vừa rồi là Quan Mòm với pha kết thúc ở vị trí số 4. Quang Thịnh sau đó làm tất cả những gì có thể nhoài người cứu bóng, nhưng đó là một tình huống cực khó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng trở lại với những diễn biến ở trận đấu quyết định, trận đấu đầu tiên trong ngày hôm nay tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia giữa La Vì Long An và Đà Nẵng. Lợi thế rõ ràng đang thuộc về La Vì Long An vào lúc này. Cứu bóng rất hay, bóng vẫn còn. Đáng tiếc cho quyết định tấn công hết lực vừa rồi của Quang Khởi, với những pha bóng mà vận động viên tấn công sau vạch 3m hết lực như vậy thì sự chính xác cũng bị giảm đi rất khó. 10-12 cho Đà Nẵng. Quần mồm, điểm số đã trở lại với La Vì Long An. Nỗ lực cứu bóng không thành công đến từ Trần Minh Hiếu. Quan Mòm đang chơi hiệu quả ở những điểm số vô cùng quan trọng. 13-10 cho La Vì Long An. Bóng đã khẽ chạm vào tay chắn bên phía Đà Nẵng. Thanathat không thể chiến thắng được hàng chắn bên phía La Vì Long An. Tình huống chắn đôi của Minh Hòa và Quan Mòm. Match boy cho La Vì Long An. Và không chỉ là một mà là rất nhiều những match boy. Và chúng ta cùng chờ xem liệu La Vì Long An có thể tận dụng được cơ hội giành chiến thắng hay không. Chiến thắng đang rất gần với La Vì Long An rồi. Một cái thở dài đến từ Văn Thái. Bóng ngoài. Như vậy là La Vì Long An đã giành chiến thắng chung cuộc 3-2 trước Đà Nẵng. Có khiếu nại. Niềm vui có lẽ sẽ bị trì hoãn một chút với La Vì Long An. Liệu đã có lỗi chạm tay chắn hay chưa? Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Không hề chạm ai cả. Đó là một pha bóng tấn công lách chắn dọc biên của Thanathat, nhưng trái bóng đã xoáy ra ngoài. Chúng ta vẫn phải chờ quyết định cuối cùng, nhưng những hy vọng thì thật khó cho Đà Nẵng. Một ngày mà La Vì Long An đã thể hiện được bản lĩnh, đặc biệt là ở những khoảnh khắc then chốt, những khoảnh khắc trong set đấu đầu tiên, khi mà Văn Thành bám chắn thành công trước Thanathat, và cũng ở điểm số vừa rồi, set đấu quyết định set đấu thứ 5, thì Thanathat lại là người kết thúc. Nhưng khả năng cao thì trái bóng của Thanathat không chạm ai đi ra ngoài. Các vận động viên của La Vì Long An thì đã sẵn sàng cho một màn ăn mừng rồi. Chúng ta sẽ cùng chờ xem tình huống khiếu nại đến từ Đà Nẵng, liệu trái bóng của Thanathat có chạm chắn hay không. Và kết quả là không. Lúc này thì La Vì Long An đã có thể ăn mừng chiến thắng đầu tiên của La Vì Long An tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024. Trong khi đó, Đà Nẵng cũng đã phải nhận trận thua đầu tiên. Như đã nói thì mọi thứ là vô cùng cân bằng, vô cùng xịn sào về mặt chuyên môn ở giải đấu lần này. Một giải đấu mà sự cạnh tranh là khốc liệt.